Vâng, GMO xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video này ngày mùng 3 tháng 11, hiện tại em có mặt tại cửa hàng cũng chiều tối rồi các bạn. Em trân trọng được giới thiệu cũng là review đến toàn thể các bác của anh em một mẫu đẩy, có thể nói là sẽ là mẫu đẩy rất là hot của cuối năm 2020 và đầu 2021. Và mẫu đẩy này thì được rất nhiều các bác nào có nhu cầu ở phân khúc trung bình, ở đây là vụ nhà có một cặp 30 hoặc một cặp 40 đơn cộng với là một quả súp đơn 50 thì các bác chơi một quả đơn đẩy rất là hợp lý. Nó sẽ có được ưu điểm hơn so với những con đẩy hai kênh là có thể đánh được thêm súp. Và cái thứ hai nó cũng hơn được 4 kênh là khi bác mua 4 kênh thì nó sẽ dư vụ nhà bác chơi hai cặp 30 thêm quả súp thì chơi 4 kênh rất hợp lý. Hay là một cặp 40 thêm một cặp monitor cộng với quả súp thì rất hợp lý. Nhưng có đa số các bác lại hầu như các bác chỉ chơi ở nhà một cặp loa cộng với thêm quả súp, thì hôm nay em muốn đẩy em review cho các bác sẽ là rất là tiện ích cho rất nhiều các bác từ trước đến nay hỏi Hiếu Minh về những dòng đẩy 3 kênh. Thì hôm nay là một lỗ đẩy mới tinh được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng của công ty DBA Acoustic các nhé. Model của nó là D2610. Với công suất thì em báo luôn là hai kênh, mỗi kênh 600W một kênh, công suất thực các nhé, chạy mạch Class H, và một kênh là 1000W, có thể đánh được một quả súp đơn côn từ 250 họng 115, các bác lưu ý nhé, từ 250 họng 115, hoặc các bác có thể đánh được ở đây một cặp 40 cộng với thêm một cặp 40 nữa cũng được. Như là ở đây nó có thể là hai cặp 40 đơn, hoặc các bác có thể đánh được một cặp 30, hai cặp 30 đều được, nhưng ở đây là một kênh riêng để nó đánh súp tiếng rất là hay các bác nhé. Và hôm nay thì số lượng bên Hiếu Minh cũng nhập về khá là nhiều, thì em có bỏ ra 5 chiếc để review các bác của anh em báo cáo trên kênh. Thì đồ mẫu này thì của hãng cũng vừa về thôi, thực ra em cũng nhập về cái đây 2-3 hôm rồi, nhưng vì công việc bận nên hôm nay em review cho các bác của anh em. Thì áp dụng chương trình em sẽ có áp dụng chương trình giá tốt cho các bác nhé. Đây các bác cùng xem em rạch bao, không cắt ghép gì cả, rạch nguyên bao luôn, thì anh em cùng xem con đẩy mới tinh nguyên hộp. Có thể nói là, xin phép bác, có thể nói là một từ siêu phẩm, vì nó sẽ thay thế cho rất nhiều các mẫu đẩy bãi ba kênh. Bản thân đơn vị Hiếu Minh nhập rất nhiều hàng, nhưng đẩy bãi hay một số sản phẩm về đẩy công suất bãi thì em rất là ngại làm, vì nó sẽ khi biết thì tuổi thọ của đẩy, những con đẩy bãi thì nó sẽ hầu như nó sẽ đã bị lỗi vặt rồi nên không làm. Thì những con đẩy này bao nhiêu, ở trong có một quyển sách đó nhé, sách video của DBA Tích đó nhé. Đối với trong đẩy này xuất xứ của nó là Trung Quốc, như biết thì trên thị trường tất cả dòng đẩy công suất nói chung thì hầu như xuất xứ lại đều là hầu như xuất xứ tại Trung Quốc 90%, 95%. Nhưng xuất xứ ở đây nó gồm hàng loại 1 và hàng chính hãng nhập khẩu chính ngạch. Thì đối với sản phẩm như của DB hay sản phẩm như AAP thì em đối với đơn vị Hiếu Minh thì gọi là hàng xịn sò. Đấy, xịn sò ở đây nó đồng nghĩa việc đó là linh kiện xịn, bác nhé, linh kiện xịn. Đấy, linh kiện xịn và chế độ hậu mãi xịn. Và đối với thương hiệu DB Acoustic là một thương hiệu lớn trên thị trường với rất nhiều sản phẩm đẩy, và em đánh giá rất cao đối với các sản phẩm đẩy của DB, các bác nhé, đánh giá rất cao. Đó là cái mà em muốn khẳng định, không phải hãng nào mà em đánh giá cao được. Nếu biết thì mỗi hãng sẽ có một ưu điểm về một sản phẩm nào đó, nhưng về nói về đẩy công suất của DB nói chung, các model nói chung không nhá, thì nói về độ bền và chính sách hậu mãi thì hiện tại đang đáp ứng cho bác, đó là như em thấy là nhất là độ bền cao và giá thành hợp lý, và thứ nhất là mẫu mã đẹp nhé, giá thành hợp lý, mẫu mã đẹp, và cái chính sách bảo hành rất là tốt các bác nhá. Thì đối với mẫu đẩy của DBA Acoustic ở đây, đơn vị Hiếu Minh gần như đệ lĩnh cấp 1, thì các bác có thể lưu ý là chính sách bảo hành đối với tất cả mẫu đẩy nói chung trên thị trường đối với thì thường sẽ là một đổi một trong một tháng, nhưng đối với bên Hiếu Minh sẽ một đổi một trong 3 tháng đầu cho các bác anh em, nhưng đối với điều kiện các bác giữ cho em đẹp mới không xây sát là ok các bác nhé, được chưa ạ? Đấy, và đối với sản phẩm này thì vì hôm nay có hai em quay đây, chưa chuẩn bị vội quá các bạn, chưa chuẩn bị loa đài. Nhưng đối với dòng này thì một số kênh đã review rồi mà Hiếu Minh về hàng, một đơn vị tiện gần, các bác có gần nhà có thể đến tận cơ sở Hiếu Minh mua và xem sắm cho mình con đẩy này. Và bây giờ em sẽ tiến hành mở nội thất đúng nhá. Trong thời gian mở nội thất thì em review bên mặt ngoài. Bóc tem với em đây, hàng nguyên tem. Được nhập bởi công ty SAL anh nhá. Sen, gọi là sen. Các bác lưu ý với các mẫu đẩy của DBA Acoustic nói chung thì với thiết kế những dòng 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh thì em rất là kết ở cái đó là tất cả mặt của nó đều bằng cái phay nhôm.
phay nhôm liền khối. Và cái phay nhôm thiết kế cũng rất là dày, đến khoảng 1 cm, à không, đến 1 cm, nó khoảng đấy các bạn, không phải 5, rất là dày. Đến đoạn này nó phải gồ lên khoảng 1 cm đấy các bạn, rất là dày đẹp. Đó là những cái gì mà em đánh giá về con những bộ đẩy của DB. Nói chung với thiết kế hai tay thuôn có độ vát này, nó để các bác có thể xách lắm và nó tiện lợi hơn. Và nói đến các mẫu đẩy thì của hãng thì cũng là những mẫu đẩy hiệu suất nó cao, vì nó đều là sử dụng mạch class H này, class TD này, nên nó rất là gọn nhẹ, không quá nặng lề. Ở đây quá có thể nhìn tương ứng kênh A, kênh B, mình tách biệt ra để bác có thể phân biệt được dễ nhé. A, B, được nhé, A, B và D. Tại sao phải nói từ D này? Vì đây nó sẽ là gần như nó sẽ tách biệt hẳn một khuôn đây. Nhưng mà kênh D là kênh đánh với công suất 1000W, kênh đủ 1000W, có thể đánh được một quả súp đơn từ lên đến 250 họng 115. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Và kênh AB thì công suất 600W, kênh có đánh được một quả đơn 40 từ 220 họng 100, quả đơn 40 thôi nhé. Vì công suất nó là công suất đủ, không hao. Đối với những con đẩy của DB thì Hiếu Minh sẽ bao hay cho bác, không hay có thể gửi lại bên cả Minh các bác nhé, lưu ý cho em. Bao hay luôn, hàng xịn sò, bao hay, hậu mãi tốt. Đấy, em vừa bật nắp này. Ok, cậu nhớ rồi, con đỡ rồi. Đấy, con nhìn chất không? Mở ra bác nhìn cái độ chất ở đây em sẽ review đến. Thứ nhất là nguồn của nó sử dụng một nguồn đồng lớn, nó rơi đường kính là khoảng 19-20cm. Bác nhớ T2610-2020 bác này, tháng 10-2020 đến vừa về thôi. Chất và sử dụng dàn tụ của nó như các bác nhìn đây, 2 4 6 8 10 12, thì các bác hiển nhiên sẽ hiểu là 8 tụ này đang xử lý lý của hai vế các bác nhá, nghĩa là xử lý của hai vế gọi là hai kênh ấy. Và dàn 14 tụ này xử lý cho một vế với công suất 1000W đó, với chỉ số volt là miliampe là 12 micro ampe và 50V, 12.000 thôi nhé, kilo ampe. Thì những sản phẩm mà Hiếu Minh luôn đánh giá cao thời điểm này, không riêng gì những sản phẩm đẩy của hãng hay những sản phẩm đẩy loại một của Trung Quốc, thì Hiếu Minh như biết thì kênh nào cũng vậy thôi, cửa hàng là vậy, bán hàng thì nó sẽ theo thời thế. Và thời điểm này thì đơn vị em luôn nhập về phục vụ các bác những sản phẩm đẩy chất và luôn đi đầu về những sản phẩm giá cả nữa các bác nhé. Không riêng gì cả đẩy hãng mà cả đẩy loại một vậy, em luôn ở đây luôn nhập những sản phẩm chất nhất có thể tùy theo thời điểm mà người ta ra. Và như thì nhìn cái linh kiện chất bác còn nhìn thấy ngay cái độ sắc nét nó rất là cao các bác nhá, được chưa? Bác nhìn cái linh kiện thôi, bác nhìn này, cái con tụ những con trở đây là trở diode, nó là 5 vạch màu rất là xịn sò, tỉ mên. Bác nhìn cái tip nó cắt CNC dày quịch này, rất sắc nét, không bị ba via. Thanh nhôm nó này, cái đây nó sẽ bị đảo ngược sò. Đây là những con trở này. Đếm vừa đếm trở, đây là trở của MOSFET, các bạn lưu ý nhé, trở MOSFET. Và hệ thống quạt nó sử dụng đến 4 quạt gió các bạn nhé, 4 quạt gió này. Quạt gió bác này em chỉ quay tay nhẹ, bác nhìn này, đấy, gẩy tay thôi, nó sự đàn hồi của cái quạt này em thấy nó rất là xịn sò. Nó khác với những sản phẩm của đẩy khác, anh nhìn đấy, nó xịn sò ngay ở cái quạt thôi, em chỉ phân tích ngay ở cái quạt, anh nhìn chưa, đấy đàn hồi, quay tít mò tít luôn, chỉ nhảy gẩy nhẹ cái quay tít luôn, nghe nó rất là xịn. Bác nhìn bên nội thất thì những sản phẩm đẩy chất thì bác nhìn từ con linh kiện, em lưu ý cả những sản phẩm như đẩy mẫu những hàng loại một bên Hiếu Minh nhập về, không phải riêng khỏi của hãng DB hay những đẩy loại một bên Hiếu Minh, thì bác nhìn cái linh kiện chất, bao giờ bác nhìn cái độ sắc nét của linh kiện bác nhé. Vì hàng chất thì cái linh kiện nó cũng rất là sắc nét, nó không bị ba via hay nó không bị mờ nhạt dạng đó, em lưu ý khi các bác mua hàng. Và đối với sản phẩm của DB cũng vậy, nhìn được chất ngay từ cái linh kiện rồi, bác nhìn cái các tấm nhôm nó này, tản nhiệt nó này. Đến 4 quạt gió thì cực kỳ mát. Và như vậy thì những dòng mạch như hiện tại em giới thiệu đây thì nó sẽ đánh tiếng ở đây là, thứ nhất nó mát máy 100%, nó không bị nóng, và cái thứ hai nữa là nó không bị tiếng ồn,
Tiếng ồn là gì? Tiếng ồn là nó sử dụng mạch clat. Hát này thì cái tạo nó sẽ không bị tạo ra tiếng ồn các nhá. Tiếng ồn vì cái quạt của trong này chạy rất là êm, gần như không nghe tiếng gì luôn. Mà sử dụng đến 4 quạt gió thì bác biết rất là mát máy luôn. Nó hút hệ thống nó co ngược thổi ra bên ngoài. Cậu quay cho anh phía sau vậy. Đấy, nhớ mình thì đối với hệ thống rắc phía sau, dây nguồn thì sử dụng dây nguồn liền và to để đủ để chịu được trọng tải lớn các nhá. Các nhìn cái dây của nó in rất sắc nét này. 500V trọng tải kinh không. Nhìn cái dây rồi bác nhìn cái chất nó hà làm cái dây nó khác. Và tất cả tín hiệu rắc vào, rắc ra thì đều bằng dây ca lông và lưu trích hết các nhá. Tín hiệu vào và tín hiệu ra. Thấy các bác tương ứng này. Các bác lưu ý thì đây nó đã phân rõ một kênh riêng biệt là để cho các bác đánh một kênh này công suất 1000W và hai kênh là sử dụng là mỗi kênh 600W các nhá. Ở đây thì nó gồm hai chế độ là Site và tuần kênh là Parallel Drive các nhá. Thì trong buổi tối hôm nay thì tranh thủ em ra review đối mẫu đẩy này, vừa hôm trước em về cái vài hôm 2-3 hôm thì các anh em cũng như các bác có nhu cầu đối với sản phẩm đẩy công suất 3 kênh mà chơi gia đình thì đây có thể là một siêu phẩm để các bác có thể chơi cũng như đánh giá. Cái dòng này mạch đánh rất là hay, nó như em nhìn đây với kinh nghiệm em làm cả hàng bãi vậy, các bác nhìn đây các bác hiểu là nó sử dụng mạch nó như sản mạch của đẩy B3 tiếng rất là hay, nhưng nó đã được cải biên rất nhiều ở các cái chất linh kiện nó xịn sò hơn, các bác lưu ý nhé, xịn sò hơn. Và nguồn là nguồn đồng, đẩy B3 nó nguồn nhôm các bác nhé. Còn đối mẫu đẩy này đẩy nguồn đồng 100%, tiếng ra rất là hay, đánh không bị hụt hơi. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cả Minh qua trực tiếp online đây hoặc đến cơ sở bên Minh 364 Quang Trung Hà Nội Hồng Lội. Và lưu ý các bác thì đối với tất cả đẩy mới bên DB em nói rất rõ rồi, một đổi một trong 3 tháng đầu, gần như là các bác thì rất ít cửa hàng nào có chính sách như vậy đối với một con đẩy mới, nhưng với điều kiện các bác giữ cho em sạch đẹp, không bị xước sát các bác nhé. Đấy, bị xước sát cho em đẹp sạch là được. Đấy là một đổi một trong 3 tháng đầu các bác sử dụng và bảo hành kỹ thuật trong 1 năm. Thì ở của hãng thì ngoài chính sách một đổi một mới thì ví dụ nếu mà không may như vậy thì trước này DB là một đơn vị lớn chuyên phân phối đẩy âm thanh, hay nói về các thiết bị như loa vang, micro và lâng tiếng, nói chung đã full hết các mã đẩy súp hơi các thứ các kiểu súp điện có hết. Thì bên họ thì cũng áp dụng cái chương trình đó là khi các bác có bảo hành đi chăng nữa, sản phẩm họ rất là ít khi phải bị lỗi vặt, rất ít khi nó rơi vì nó hàng nó xịn sò, nhưng xảy ra tình trạng lỗi vặt thì họ sẽ đảo vì đẩy các thiết kế đẩy của bên DB nó linh kiện nó luôn có sẵn những cái mảnh này, bên hãng luôn đổi mới cho anh em cũng như các bác yên tâm sử dụng các nhá. Đấy là một cái điều mà em lưu ý các bác nên chọn những cơ sở nào có chính sách bảo hành tốt. Ở đây là những hãng thì đối mẫu DB vậy đang có áp dụng cái chương trình rất là tốt cho các bác, anh em có thể dùng thử cũng như là chính sách sau này. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cả Minh nhé. Xin chân ái, chào tạm biệt cả bác ạ.